Ok, chào anh em nhá. Vâng, chào tất cả mọi người nhá. Ở đây một chiếc xe đèo em biển 70 của em Thảo cũng lỡ một chuyến đò. Vâng. Một anh em cọc cuối cùng cũng hơi bị chập chờn tí, vẫn còn đây anh em nhá. Và một chiếc Future 1 đời đầu ạ, bản xinh nhan và trắng nha anh em nhá. Con zin Việt Nam rất là đẹp đấy anh em nhá. Vâng. Hàng nó là hàng bao nhiêu anh em mê thích ấy. Xe vâng. Mình mua xe chất lượng đẳng cấp cao. Một chiếc Vision bản mới 2023 mọi người nhá, biển Hà Nội đấy ạ. Lít màu đen. Lít biển biển 28 Hòa Bình ạ. Chiếc SH. Con Future đâu rồi? SH bản LED 2 tầng 2022 giá 2017. Đây, tiếp theo là SH màu đen, cũng là đời 2014-15. Đấy, những chiếc xe. Để anh em vào sau chia sẻ cho anh em phát cho nó, hai anh em cho nó máu cái nào. Vâng, những chiếc xe Elite 50cc dành cho học sinh sinh viên, chiếc Sios RC màu trắng đen ạ. Đây, cúp 50cc, Đức hôm nay cho rất là nhiều xe 50cc nha anh em nhé. Đấy, một chiếc Galaxy A-Blade một đời 2022-2023. Đấy, đằng trên kia là có những chiếc NVX, vâng, NVX, Wave nha anh em nhé. Ở đây có mấy triệu rồi. Đây, một chiếc xe Future đời bản 2023 vừa mua có 24 triệu 500 này. Em dắt vào đây cho anh. Em vừa mua xong 24 triệu 500 bản 2023 nhá. Đăng ký 2023. Mới về anh em nhá, màu xanh đá. Rồi anh em giới thiệu một chiếc xe Dream của em Thảo này hôm qua mà. Rất đẹp đấy. Thật đấy, em cũng lỡ một chuyến đò nhá, xe này mới đi hơn vạn thôi, xe đẹp. Ba mua em Thảo là 32 triệu. Bây giờ rút hồ sơ chắc là mất 2,5 triệu 3 triệu anh em ạ. Cộng cho anh em 3 triệu nhá, nếu ai có nhu cầu biển. Biển 70 nhá. Biển 70. Xe này là hiện tại là đang chuẩn bị rút hồ sơ. Hôm qua là có một anh em cũng cọc rồi, nhưng cái là vì đầu tiên Thảo bảo là mất là 2-3 tháng sau mới ra. Thế ông anh cũng bảo thôi thế rồi thôi để anh lấy một xe một khác. Bây giờ này lại báo mình hơn tháng trước Tết là rút hồ sơ ra ngoài này nhá, thì anh em bảo thôi nó hơi lằng nhằng, anh lại đánh tháo không mua nữa. Bây giờ nó lại bảo đây, chia sẻ với anh em đấy, một chiếc xe mà anh em vì hơi lằng nhằng thì gọi là đánh tháo thôi chứ còn không vấn đề gì. Mình bán bao hồ sơ đó, hoặc bán thẳng xe. Bán thẳng xe là 35 triệu, còn bán bao hồ sơ là 38 triệu. Anh em nào có nhu cầu. Bao hồ sơ là 38 triệu đầu anh em nhá, còn em bán thẳng này là 35 triệu. Biển số Tây Ninh nhá anh em nhá, xe này đi 10 năm hỏng đâu. Bản 2012, xe đẳng cấp. Hôm qua quay rất là kỹ rồi. Rất là kỹ lưỡng rồi đấy. Đấy, hôm qua là trên tương lai này rất nhiều anh em biết là những video mà hàng trăm nghìn anh em xem rất thích. Tôi thích con này, ông nào giờ thích mua đi. Đấy nhá. Xe này mình đã rút hồ sơ, bắt đầu cho chuyển rút hồ sơ vào tên mình nhá. Nếu ai mà thích để cứ điển biển Tây Ninh thì bạn chỉ bỏ ra 35 triệu thôi. Một chiếc xe rất là chất lượng nha, yên này, vỏ yên này, chìa khóa rất đẹp zin. Bán thẳng là 35 triệu mọi người nhá. Mình mua có 32 triệu nhá. Vâng, xe đẹp lắm, con này giá nhập có 32 triệu thôi. Có con xe kia xấu quá không mua. Xe nó kém quá không mua. Con này dọn sạch sẽ, con này bán cho sướng. Bao hồ sơ là 35 triệu, 38 triệu, còn bán thẳng là 35 triệu. Rồi. Rồi một chiếc Future anh em nhá. Anh à. Future bản 2023 nhá, mua con này có 24 triệu 500 cộng cho anh em 2 triệu. Anh Dinh Thinh, anh Kiên gửi xe Wave 15 chưa anh? Anh ơi để em liên hệ trực tiếp với lại các bạn nhân viên nhá. 5.000 cây thôi ạ, một chiếc Future đăng ký năm 2023. Đây ông cho cháu một bản xe mới mua về. Này ông xe bao nhiêu 5.000 cây vừa mua xong nhá. Vẫn anh em nó vẫn còn đất cát anh em nó. Mộc bạc nhá, cứ bán mộc này thôi. Mới lắm anh em ạ. Có 5.000 km thôi. Đấy. Còn anh em vừa đội anh em nó vừa cầm ra bán. Nói chung là cảnh rất vỡ bán nhá, xe này vừa ra xong. Thời điểm đắt nhất là chủ xe mua 39 triệu chưa đăng ký. Đăng ký con này vào 43 triệu. Mình mua lại 24 triệu 500 cộng em 2 triệu. Bản đắt nhất của dòng Future. 24 triệu 500 cộng 2 mọi người, 5.000 cây, đăng ký năm 2023. Đấy, 5.000 cây. Xe mua về. Anh Thành ơi, em đã nói rồi. Mua 32 triệu cộng 3 triệu. Còn riêng hồ sơ mất tầm khoảng 2,5 triệu đến 3 triệu nhá. Tây Ninh hồ sơ rất xa, nó thật ra. Ok Vũ Hoàng nha. Cái chi phí nó rất là lớn anh em ạ. Nó thật ra nó xa, nói chung đường xa tốn xăng. Đúng rồi. Con này mới đi có 5.000 cây. 5.000 cây lốp lát còn đầy bịch. Lốp còn nguyên liệu xe. Xe bằng con giờ SX nhá, mua 245. Đồ bỏ trống không? Cầu 2 mọi người nhá. Cầu 2. 26.500.000. Đăng ký năm sản xuất 2023, màu xanh đá, xanh sần đấy. Rồi. Giới thiệu luôn con này. Xe có kiểm tra xe có xước sát này. Không không anh ạ. Xe không dán ni lông. Xe dán ni lông. Đây có xước tí đây. Tay sát thì một tẹo tẹo không tránh được, xe không tránh được, có 5.000 cây đâu. Đấy mình cứ chỉ những chỗ xấu, còn những chỗ đẹp này. Anh Nguyễn Thành Linh cả ngày hôm qua rình mãi không thấy like. Ghế lái, ghế lái. Vâng. 5.000 cây này. Qua bọn em đi. Đúng rồi anh Thành Dương ơi, 38 triệu là bao hồ sơ luôn. 38 triệu bao hồ sơ. Đấy. 26.500.000 con Future 2023 này anh em nhá. Vâng, tiếp theo một chiếc Future đời 2004. Ngọc xinh nhan trắng. HHQ này ạ. Dung báo giá đi. Vâng, anh ông quay cho cháu một vòng. 2004 mọi người nhá, để em nổ máy cho anh em cùng nghe em chiếc Future đời đầu. Biển 29T. Đây. Ông quay cho cháu một vòng. Hộp xích vẫn còn zin nha anh em nhá, đồ đạc vẫn còn zin này. 13.500.000 anh em nhá. Vâng. Biển 29T3 3240. Zin nha anh em nhá, đồ zin này. 13.500.000. 13.500.000 một chiếc Future. Đấy, sơn vẫn còn zin này. Quay một vòng bên này. Một vòng cũng đẹp lắm. 13.500.000 anh em nào thích Future đời đầu 2004 mà xinh nhan trắng thì làm cho em con này nhé. Máy chất lắm. Đây buổi quay cháu mặt trên bên này. 13.500.000 nha anh em nhá. Có con 221 anh em làm sao? Cá nào? À có Alpha đời đầu à? Bên này đọc biển số. Biển số 329A anh ơi. Anh ngồi đây anh đọc biển số nhưng để anh ngó là được. Anh ngó. Em có đọc biển số cho anh để anh kiểm tra trên này. Anh đỡ đi lại mất công, hai anh em cùng đi mất công. 29A72297 một chiếc Elite 50cc dành cho sinh viên không cần bằng ạ. Đấy, gọn đẹp sạch sẽ ngon lành ngày nào hết rồi, để em nổ cho anh em. Mua 14 triệu nhá, cộng anh em 2 triệu. Vâng. 14 cộng 2 nha anh em. Tháng 11 2019. 50cc. Em máy bền. Làng này dòng này của SH em chạy rất là bền anh em nhá. Đây công tơ chạy 1,5 vạn. Đời bạn đời bao nhiêu anh rồi? Tháng 11 2019. 2019 ạ. Con này hình như hết xăng hay sao nhỉ? Chìa khóa vẫn còn đôi, một chìa vẫn chưa sử dụng nha mọi người nhé. Dòng này bền lắm, các con đi học rất là bền, không phải không cần phải. Biết biển số bao nhiêu anh Phạm Lợi, anh phải báo em biển số nhá, em mới biết là SH nhập em nhiều. Cho chị con đấy lên em ạ. Đây cũng là con Quốc 50cc dành cho sinh viên không cần bằng. Anh ơi kiểm tra cho em con này đi, biển 18LA02673 50cc anh em nhá. Ở đây bản đầu mặt này gọi là mặt gì hình này lục ạ. Mua là 6.8 triệu rồi nhá, còn em 1.7 triệu. Một vòng thôi cháu. Tam đúc nha anh em nhá, bản tam đúc to này. Đấy nhọn. Biển 18 cầu Chùa Bảy. Vâng. Đấy, anh em một vòng cho em bên này. Giá hợp tình hợp lý, em ra bản xe sạch sẽ rồi. Con đi học không cần phải bằng. Đấy, chạy hơn 6.000 cây. Tại xe đang hết báo hết xăng mọi người, nổ hơi khó. Được rồi, hết xăng. Đăng ký tháng 8 2020 nhá. Đi Hương Nam Định. Dạ vâng anh Tường Lê nhá. 2020 anh em nhé. 50cc các con đi không cần bằng, không cần phải học, không cần bằng. Nhanh. Rồi một chiếc Sios GT FI biển 21K129239. 29239 năm sản xuất hay đăng ký 2017 18 nữa. Bản FI anh em nhé, màu trắng đen GC. Bánh đúc, ông cho cháu một vòng. Mua 8 triệu nhá, cậu em 2 triệu. 8 triệu cũng có 10 triệu đồng anh em ạ. Đấy, 2017. 10 triệu đồng một chiếc Sios GC FI rẻ nhỉ? Full điện tử. Xe gọn ngon lành cảnh đào hết rồi anh em, nghe máy này. Máy zin anh em nhá, đồ đạc vẫn còn zin theo xe này của Yamaha. Đấy. Máy còn zin luôn. Cảm ơn anh Nguyễn Hiền đã bổ quả xẻ nhá. Ông quay xó mặt trước. Rất là đẹp nha anh em nhé. Có 10 triệu đồng thôi anh em ạ. 2017, đăng ký năm 2017. À, bèo bọt đúng không? 150 anh Huy Vũ 60 triệu, 5-60 triệu. Chắc là có anh Huy Vũ ơi. Huy Hiếu Vũ. SH 150 đời 2018 2019 xe đẹp giá bao nhiêu? 150 tầm khoảng bây giờ rơi vào tầm khoảng 8 một chút nha anh nhá. Anh Hậu và Nguyễn Văn Hậu. Rồi anh ơi, con này Galaxy 50cc biển 29AB 04966. 04966 nha anh em, đang sản xuất 2020. Ông quay từ cái lốc máy này rất là đẹp này, tem nó còn zin theo xe, anh em nhìn cái đồ này rất là đẹp nha, mọi người mới lắm. Này, năm sản xuất 2020 có mấy nghìn cây rồi, cho tí em quay. Bản vành đúc ạ. Giá rẻ mua 10 triệu nha cậu em, 2 triệu. 12 triệu đồng. 2020 chạy được đúng 1 vạn cây, đúng chuẩn 10 triệu 100 cây. Nhưng mà thôi ghi nói 10 triệu. Đây, ra máy vẫn còn zin nhá. 2020 nhá. 1 vạn cây nổ máy này. Những cái dòng này thì anh em yên tâm về chất lượng nha mọi người nhá, không phải. Đấy, 2020 mới tính 24 triệu ấy. Đấy. Chưa đăng ký đâu. Không hỏng vạt, máy zin. Sơn zin nha anh em nhá. Đây từ đây là sơn zin này. Bài mới tính có 24 triệu. SYM mặt mũi pha kính đẹp. Đấy, chạy 1 vạn cây. Chỉ hơi ten, hơi sức một xíu thôi, tại vì là các con đi học không thể tránh khỏi đâu ạ. Cái máy chất lượng lắm, máy ngon. 1 vạn cây thì cũng chưa có gì để lăn tăn đâu đúng không anh em? 2020 nhé mọi người nhá. Cốp kia các con dành cho các bé trai đi học ok. Rồi. Lại anh như này. Vâng ạ, đây cháu đang dồn ra đấy ạ. Vâng, cháu còn có cái. Rồi, một chiếc rồi. Wave cánh mỏng nha anh em nhá, biển 329M1 24055, một chiếc GS, Wave GS đời 2010 tem này 2013. Đấy, 2013. Mua này 7,5 triệu nhá, cậu anh em 1,7 triệu. 7,5 triệu cộng 1,7 triệu. Rẻ không anh em, thấy rẻ không? Dành cho anh em đi ăn đi làm mọi người nhá. Xe tháng 7 2013. Em nổ máy nhá. Tôi con này vẫn chưa làm, mẹ nói xong rồi này phạt 500. Chưa làm cái thứ bột. Rồi bạn lại cái nắp giúp bắp đấy. Nắp giúp bắp vẫn còn. Anh cho xuống bảo nó vặn ngay vô vặn 4 ốc nắp giúp bắp phát là xong, mẹ để bột nó thủng trong cái lát phát chết. Mẹ đang đi mẹ. Nó có mùi anh nha, thưa anh ạ, nó có mùi. Đây là ghép bột này. Dầu. Đấy. Đấy. Này chỉ cần chỉnh phát là xong mà. Vặn lại 4 ốc đổ bỏ, bảo vặn lại 4 ốc đổ bỏ. Lần thứ hai rồi mẹ thằng Đức này phải phạt cho nó phát, nói đi nói lại. Anh dắt vào ghi phiếu, anh yêu cầu ngay cho em nhá. Trong vòng ngày mai đừng để xảy ra nữa. Mẹ đang đi nó nổ rong lát phát là vỡ mồm, mẹ đi dắt bộ bỏ mẹ. Thế con xe vừa rồi nổ rong lát đây thì sao anh bảo làm không làm? Hôm trước anh la anh bảo rồi. Nó làm cái gì? Nó làm cái gì? Nó làm rồi gì? Em đưa nó làm rồi, nó đang làm rồi. Nó đang làm sao nổ bốp bốp ấy, nó làm sao được? Dòng cái lát nó hở đấy. Đấy em bảo nó rồi, nó làm rồi, anh cứ hỏi nó hở nó kế toán. Em báo ngay kế toán cho anh xong làm cái đấy. Làm mà không quay 100. Làm rồi phải quan sát như thế. Quay 100 nha anh em nhá, con này biển nó chỉ có động tác á. Cái động tác rất đơn giản anh em ạ, 4 ốc đồ bò chỉ vặn nó chặt hơn một tí nữa, thế là xong, nó công chuyện rất đơn giản thôi. Để đến khi nó chỉ có một cựa nhỏ đấy, nó như khẩu súng ấy, mỗi cựa bắn phát là ra. Mà không làm được nữa là mày hỏng cả một hệ thống. Anh em đi dắt bộ gần chết thì bỏ mẹ. Đang đi nó tụt hổ hở trong cái lát, không mà nó tụt hơi, không mà thôi thì chịu. Để mình thợ sửa xe, mình nghe nhạc điệu, mình đoán được chương trình. Ôi à, công thợ chỉ vặn vào phát là xong, không phải mất một đồng xu nào cả. Mà không xong. Con này là Ôi à 2011 nha anh em nhé, biển 27 ạ. Đấy, đời 2011, tem này thì 8,1 triệu nhá, cậu anh em đời 2011, cậu cho anh em 1,2 triệu thôi. Quay 100. Đây con này phải làm lại. Đây. Ghi vào nhá, ghi vào. Lấy bút ghi vào nhá. Đây. Cho nó làm rồi đấy. Để nguyên việc này nữa. Ghi vào nhá, lấy một cái cho một ít mỡ vào cái đít đề. Đây cái tiếng này này. Đi đề. Đấy này. Nghe gì chưa? Phải lấy giấy nó mới nhiều xe không nhớ đâu. xe quá để không nhớ được. Ở trong nó ghi vào, mình cứ nói trước mẹ chúng nó không làm. Nhiều lúc em lãnh đạo chỉ đạo xuống dưới nó làm mẹ đâu. Lãnh đạo mẹ cống như ngoài tham ô tham nhũng. Không cống như ngoài nhưng mà dưới nó nghe nó nói, nó nghe nó trên nó nói. Cậu bạn em phải thôi cô chưa cần để đắt, em ghi cho anh vào đây là đấy, ghi vào đây thì nó mỡ đi đề, không bị quên mỡ đi đề cái giấy dán không làm, thợ không làm phạt 500. Dưới chỉ đạo mà cấm tham ô tham nhũng, cấm làm này gì nhưng mà nó nghe đéo nó nói là việc nó nói ông là tôi làm việc tôi làm liên quan đến nhau khổ. Nhiều lúc nó tóm lại thì là cái phang nặng vào đây là xong. 2011 nha anh em nhá. Anh vào đây mua là 8 triệu 1 nhá. Cậu em 1,2 triệu để không ăn được. Thực ra cái bi đề này nó đơn giản, nó có cái tiếng này thôi nha, mà nó chỉ cho mỗi tí cái mỡ bằng hạt đỗ xanh vào cái đít đề là ngon. Thế về cùng mẹ không bán được xe. Ghi vào. Thế ừ em để đây ghi vào. Bây giờ thằng nào không làm phạt 500. Mẹ thế thôi. Thế thôi. Em phải dán tất vào. Dán tất vào, lấy thêm cái khác, lấy một vài cái ở đây chị. Lấy vài cái ở đây để dán con khác. Đúng rồi anh, một thời gian ra đôi bôi mỡ không để hết vài. Đi rồi nhá. Mang xuống. Lần sau anh mới nhìn thấy anh phang cho cả mẹ cả họ luôn. Mẹ đầu tiên đây chỉ đạo xuống mà nó không nghe mẹ khó. Lại lãnh đạo trên bảo xuống mẹ các công cụ bảo đúng không? Mẹ trên nóng dưới lạnh, trên thì nghe nóng dưới mẹ có nghe đâu. Việc ông nói là việc ông nói mẹ, tôi làm thì tôi làm kệ câu. Nhiều lúc này không sâu sát là cũng chỉ ăn đòn hết. Rồi tiếp theo đi. Rồi tiếp theo một chiếc SH nha anh em nhá. Bởi vì những con xe mình like là mình rất là nhớ con xe nào mình chỉ đạo xuống. Like lần hai là vì là lý do không bán được. Vì đề nó đơn giản thôi mà. Một chiếc mà SH con này ngon thế nhỉ? Anh kiểm tra đi. Quang Hải có Quang Hải ơi. 29B1 anh ơi, 65722 150 đời 2013. Anh Thành Dương. Đẹp quá. Anh Thành Dương ơi, nếu như mà rút hồ sơ thì 38 triệu, nếu mà không rút hồ sơ thì 35 triệu anh nhá. Vì giá nhập em mua đã 32 rồi. Cộng có 3 triệu thôi. Xe đi cả đời người không hỏng đâu. Kiểm tra em con này 150. Đây, em bút ghi đấy nhá. Sao em cứ cho vào đấy, mẹ huy mẹ luôn luôn. Mẹ mày. Anh Kiên yêu cầu 150. Rút kinh nghiệm mẹ lần sau. 29B1657. Ừ. Vâng, anh bạn rồi không được cái gì. Không được là nó phải thay trong cái lát. Cho em xíu nhá. Phạt nó 500. Phạt luôn nó 500 luôn. Mẹ vặn rồi không được. Đúng cứ gửi vào tin nhắn luôn phạt luôn 500. Mẹ nói không nghe. Mẹ nói là sợ cái rồi. Nó bảo vặn rồi không được đúng không? Nó là thế đúng không? Đúng câu đấy đúng không? Em đúng rồi. Càng làm đi. Nhưng mà vặn nó không được nó làm. Phạt đúng rồi, nó thấy nó hỏng do cái lát. Phang rồi 500. Mẹ yêu cầu đéo xài. Trên chỉ đạo xuống không nghe. Anh bảo nó vặn thì nó vặn được. Nó bảo em thế. Nó bảo thế gì? Nó bảo vặn không được à? Nó bảo nó phải 6 làm gì hơi. Thay mỗi cái dòng tư lát là xong đấy rồi. Ôi nó hỏng rồi. Tôi cho 500 thì mẹ làm sao nó trắng mắt này đi thôi. Nói chung là chỉ có tiền mới giải quyết được em ạ. Chỉ có mẹ mày dán trước thì mới giải quyết được chứ còn bảo không nghe đâu. Anh đâu tiệp cho em 44 triệu em nhá, 44 triệu 2013. 2013. 150. 150. Đấy, xe đẹp lắm anh ạ, máy ngon nha anh em nhá. Máy ngon, giá này em nghĩ là không có nhiều đâu. Tầm này anh em nào đang mà tìm mua xe để đi Tết, con này máy gen luôn anh ạ, máy chất lượng luôn. Máy thích luôn. Đây. Ông ơi cho cháu lại một vòng đi ông ơi. 150 2013 anh em nghe tiếng máy này. Anh Đông Trời Nhơi bán được con Min rồi, anh Đông Trời Nhơi, Min bán rồi. Rất là đẹp nha anh em nhá, sơn tỉa rất là đẹp, sơn zin. Ông anh loại nhân viên này cho về sân vịt chứ bơi, nói không nghe đúng không? Không. Ra máy zin cho em. Nói chung là nhân viên đội ngũ em nhá. Đồ đạc rất là đẹp. B Ba Đình. Đội ngũ nhà mình thì nó quen rồi, lâu lâu nó phải cắn vào thịt nó đau nó mới nhớ. Đấy em ạ, còn đuổi làm sao được. Toàn bộ là không có nhân viên kém mà chỉ có lãnh đạo tồi thôi anh em nhé. Không ai ngu cả đâu. Nhưng mà chỉ có lãnh đạo không biết điều hành với mày chửi mắng thôi. Nói chung là đây thì mẹ xài cứ mất tiền. Thế thôi. Mọi sự thờ ơ đều trả giá bằng tiền anh em nhé. Đây, quay bằng. Vâng, chiếc SH bản. Nói chung là cứ dáng chức, dáng hàm nên là yên trí rồi. Lần sau là mẹ ngoan ngay. Mẹ chuyển công tác. Thế là mẹ nói không nghe. SH bản LED 2 tầng anh em nhá. Đấy, biển 29S thì 163077 S1 63077 125 rồi. Form 2017 nhá mọi người nhá. Phanh ABS ạ, anh ơi phanh ABS đấy. Đầu tiên của 66 triệu anh em nhá. Đấy, anh em nhìn là một chiếc màu trắng. 66 triệu một con bạch công tử Tết nhất nơi rồi. 66 triệu mà là ABS anh em nhá. Đây phanh ABS luôn. Vâng, ABS. 125. Con này đăng ký 2017. 368 của một bếp xanh. 2017. Form đầu tiên của cái form mới đấy ạ. 66 triệu đồng nhá mọi người nhá. Anh em nào đang mua chơi Tết làm cho em con này, đây bản LED 2 tầng. Dòng này đi form dáng rất là đẹp mọi người nhá. Form mới. Điều chỉnh mai anh mang con min đỏ ra nhé. Ok, con min nào đẹp đẹp mang ra. Ok, Nguyên Đại. Nâng cao đánh khẽ xếp Kiên Hà, Tết nhất đến nơi rồi. Không, nói chung là anh em ạ, mình đã đào tạo tất cả nó chất lọc rồi, đã đào tạo rồi, tất cả mình đã nói hết rồi. Chứ mình cũng không nói rồi chứ dọa chán rồi. Nói là gọi là đầu tiên là bảo không nghe, nghe bảo dần không nghe, nghe dọa không nghe thì là tiền. Thế thôi. Nói chung là tất cả mình đội nhà mình có quy trình hết rồi nhé. Anh em làm nó đều có quy trình hết, không phải đơn giản đâu. Thế thôi, nhưng mà mình phải tâm phục khẩu phục. Thế còn nói về câu đuổi việc ấy thì kém nhất. Nói chung đẳng cấp thấp nhất là đuổi việc anh em ạ. Đuổi việc là những cái trường hợp quá thể. Không thể lường được nữa thì mới đuổi chứ còn chả ai đi đuổi việc anh em ạ. Hạn chế các doanh nghiệp hơi tí đuổi việc là đuổi việc là ông làm mình đi, không ai theo ông đâu. Đấy. Mình phải khắc phục. Anh em có sai thì mình mới sửa. À Tôn Đường của Đức trợ lý trường quay chào anh em cái. Đang chán này không ạ. Dọa mấy phát. Ai, chào anh em cái, anh em đang yêu cầu. Dọa mấy phát đang. Đang khiếp, đang buồn. Cười tươi cái. Anh em nó mở cười tươi cái. Đội này đá đi suốt đấy. Cười tươi thôi. Nói vui thôi anh em ạ, tất cả nó là cuộc sống ạ. Không thèm nói nữa rồi. Anh em nó là cuộc sống hết, phải làm. Mình phải làm, ai phải làm nhé. Người này nhờ người nọ nhờ người kia. Vâng, một chiếc xe Wave 110 anh em nhá, màu xanh tím biển 36L1 anh ơi. 24670 2022 ạ. Xe đang nổ mọi người nhá, xe rất là mới. Cái dòng xe này nó bền vừa đi nó không bị khấu hao nhiều, cái dòng này nó lành. Quang quật. Quê hương của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhá, bản 2022. Con này mua là 13 triệu 50 nghìn, 13 triệu 50 nghìn nhá anh em nhá. 2022 cộng cho anh em 1 triệu 7. Xe chính chủ luôn nhá. Cộng 1 triệu 7 mọi người nhá. Xe chính chủ đấy. Xe của quê hương của Thủ tướng Phạm Minh Chính ấy. Một trong những đất xưng vương ấy. Toàn những người tài đấy. Rất nhiều các anh hùng hào kiệt. Lốp zin cả xe nha anh em nhá. Lốp zin anh em nhìn từ cái vành ốc này, trục tam nan này. Anh Thành Dương ơi, hồ sơ con zin biển 70 thì thấy Thảo báo là trước Tết, rút ngay bây giờ trước Tết. Còn nếu mà tiếp tục lùi lại sau Tết mới lấy được hồ sơ. Đấy, cố gắng là ai mà rút ngay bây giờ thì bố trí được trước Tết nhé. Hiện tại mình đang giữ của em nó 5 triệu mới giữ tiền hồ sơ đấy. Đấy. Mình đang đăng ký bắt đầu sang tên mình nhé. Ai mua thì cọc ngay và gửi luôn chứng minh thư để đỡ phải mất tiền 500-600 tiền công chứng. Công chứng nói nhá, anh em làm luôn thủ tục luôn. Vâng, một chiếc xe lít. Đẹp không? Bản LED 2 tầng, màu này là màu cà phê sữa. 2022. Con này chưa được 5 ngày vẫn lên like. Hỏi nhá. Con này chưa được 5 ngày nhưng mới được 3 ngày này. Mới được 3 ngày thôi, chưa được 5 ngày đâu. 15 phút nữa em qua lấy xe nọ nhé. Ok anh Giọt Nắng nhá, anh cứ qua anh lấy ạ. Anh kiểm tra cho em con này biển 29S6941176. 2022 mọi người nhá. Nhá. Đấy, bản LED 2 tầng màu. Lấy Dream dùng nó ra SH dùng cho nó tít ngủ đây nào. Vâng, anh Phương Tuấn. Dạ vâng, anh em nhìn con này 29S6 anh ơi, 941 941 78. Xe cọc rồi anh ơi. Con nào cọc? Con này cọc, con này á. Con này có người cọc. Con này con nào? Con này có vừa có một đại ca cọc ấy, bởi vì trên live cái đây 3 ngày mà nhớ 3 ngày. Quy định của mình 5 ngày mình sẽ quay vòng lại xe một lần, nếu không bán được mình sẽ quay vòng lại một lần. Đấy. Với cả xe em không biết. Tức là khách hỏi em cọc rồi nó mới rồi. Mới đi Tỉa Sơn cho khách ông chưa cọc em triệu rồi. Anh cứ cọc trước. Rồi đúng không? Vài triệu là ok anh Minh Vinh nhá. Xe này cọc từ hôm nay rồi nhá. Đấy mình nhớ được xe mình. Dán vào không? Được rồi. Vâng, một chiếc PSX. Con cà phê Dương mình nhớ mình like rồi, bán rồi nhá, con đấy bán rồi. Nhờ anh em nhờ tỉa tót tí cho đẹp. 150 châu đen anh em nhé, đời 2018. Nó là 150 đấy ạ, biển 29F Tây Hồ. 42560. Ông cho cháu xin một vòng. 2018. Mặt từ mặt xuống này, em nhìn thấy mặt xinh không? Mua là 49.300.000 rồi. Bản 150 ABS, bản này thì hiện tại đang ngừng sản xuất nhá. Không, con kia kêu. Anh em nhìn cái mặt này, anh em nhìn cái mặt trông hầm hố không? Châu đen nha anh em nhá, là hoàng tử đen. Cộng cho anh em 2 triệu. Trước mình đã like lần rồi không bán được giờ lại giảm giá. 49.300 cộng 2 triệu nhá, 150 ABS. Có anh Mạnh Hùng ơi. Bản PSX anh em, xe này anh em nào mà các ông chủ mà đi công trình, công trường mà đi tỉnh nọ tỉnh kia đi chào hàng rồi bán hàng. Đây, đồ đoàn này. Quân đi trang này. Công việc này. Xe này xe nó là bảo vệ cho người lái rất tuyệt vời nhá, đi an toàn tuyệt vời luôn, tuyệt đối luôn. Xe này nó phi thuyền. Anh Nguyễn Văn Lợi quên ra đời ngày xưa à? Chờ. Anh em ra chợ rời lắp một cái kính đèn nha anh em nhé, nó có một cái kính đèn như này, cao này, kính trong. Ngồi lái nó như kiểu ngồi ô tô nhọ, sướng lắm, phê lắm. Đây à, ngồi đây nhá, nó có kính này, tòa này. Che quả mặt. Ngồi lái này mà nó cản gió, thứ nhất là nó chỉ gió nó hất về sau lưng mình. Ôi cảm giác lái xe hơi luôn, nó là ô tô luôn, sướng lắm. Ai đã từng dùng mà tầm này, tầm xe chạy đôi gương đầy đủ nhá, lắp một cái kính chắn gió này nhá. Anh em nếu thật sự mình khuyên nếu chơi dòng này nên lắp một kính chắn gió. Nói chung là anh em đi 100 km bình thường anh em có thể phượt Hà Giang rồi anh em có thể đi tận trong Quảng Bình, Quảng Trị được nhé. Cái xe này chạy phượt quá tuyệt vời luôn. Nó là 150 ABS, rất là đảm bảo. Đấy, mới giờ là không sản xuất nên rất đắt nhé, mới đắt lắm. Bây giờ không sản xuất nữa rồi. 49.300 cộng có 2 triệu thôi. Vâng, cộng có 2 triệu. Để Hà Nội. Tiếp theo một chiếc xe lít anh em nhá. Bản đầu tiên của bản 125. Đấy, 2013 con này, 2013, 2014 form đầu tiên. Đấy, anh em cho em xin một vòng. Nó là màu đen. Em đến từ quê hương Lạc Thủy, Hòa Bình. Vâng. 28L1 anh em nhá, 05212 một chiếc lít. Đời 18.500.000 nhá. Quá rẻ cho một cuộc tình. 2013 anh em nhá, màu đen. 18.500.000 một cuộc tình nhá. 18.500.000 thôi anh em ạ. Sơn tay sách, tay sách thì không thể tránh khỏi được từ năm đấy. Nhưng được cái đời này đồ đàn em nổ máy cho anh em cùng nghe nhá. Chiếc 2013. 398 anh em đang xem. Nguyên Phương chốt con lết đó em. Con lết đó bán mất rồi. Còn con lết này thôi. Mặt kính rất là đẹp nha anh em nhé, pha kính đẹp, đồ đạc đẹp. Có Phạm Lợi ơi. Tưởng con bảo là 914178. À ok rồi nhầm. Này à. Ok anh Phạm Văn Tưởng. Bao tiền này? Tiền ngon 9 triệu. Ngon như đây ạ. Ngon chứ. Hôm nay bố lên 6 cái nha. Đấy, giờ mấy kỳ lâu lắm cái này được cả bố lên sóng đẹp dai. Con đeo cái quần nào. Em đeo thôi. Này xong cho Lộc con nhé. Mất chế rồi, xe dọn cười lên cái. Xe bình thường lắm thầy ơi. Bình thường, rất đối bình thường. Có mười mấy triệu mà. Đầu máy 812. Đầu máy 81. Là đâu? Xe đuối, dọn lại hết rồi. Bớt mấy triệu luôn này. Mua được bao nhiêu thì ra mua nhiều. Đây Việt Nam. Xe dọn lại hết. Thì nó bông mà. Xe dọn lại luôn. Có máy 811. Thay cái này này. 3 Việt 14 triệu. Đấy tầm 14 triệu. Vẫn chưa xong nhá, để cứ ra để tiếp tục mà mặc cả với khách hàng. Rồi cơ bản là mình có cái nền để cho anh em nó các đại ca tiếp tục lại có cái chỗ để bán. Nó như kiểu cái mốc anh em ạ, tất cả trong lĩnh vực kinh doanh nó đều có cái mốc để cho mọi anh em cái cột để cho anh em bám vào. Như tại sao tất cả cái dòng xe cổ mình lên live này là rất nhiều anh em buôn được xe cổ là anh em nó nắm được cái mốc giá để bám vào, quan trọng nữa đâu phải có cái giá chung. Chứ không có giá chung không nói được một điều gì đấy, nhiều bao khoảng là chả biết bao nhiêu đấy. không có khoảng trong này mà chỉ có giá bao nhiêu thế thôi. Ôi, một chiếc xe 50cc 50cc nhé nhá, không cần bằng. Đấy, nó là xe Quay bình thường, nó là 100, 110. Nhưng mà các con đi học cũng rất là dòng xe Quay đẹp, thời trang. Dán cho em hôm nay cũng là câu chuyện anh em bảo là xe này Hoàng Kiên giả 10 triệu rồi, tôi bán 10 triệu 500 chẳng thế. Đương nhiên nó là cái mốc để cho những anh em tiếp theo vào được. Thế là tất cả mọi cái nó đều có giá của nó, không có rẻ đâu nha, mà nó chỉ có hợp tình hợp lý thôi, hoặc là đắt rẻ một tí thôi. Không có xe rẻ lắm đâu nhá anh em nhá. Thật sự thị trường này toàn là xe rẻ ra toàn lừa thôi. Miếng ngon này anh em nó vô hết rồi, không có đến lượt đâu. Vâng, anh Thu Anh. Biển 29A anh em nhá, 69777. Một chiếc Quay A 50. 50 dành cho các con đi học không cần bằng. Đấy, các bố các mẹ mua cho các con dòng này đi học đỡ thời trang. Con này vừa mua nhỉ? Không, có trong bảng giá anh ạ. Không có trong bảng giá nhỉ? À, chị này, không thấy. Mỗi người bán một giá anh Văn Hoàng ạ. Tại vì là nhiều khi các anh ấy cũng có thể là các anh ấy lương cao hơn. Bọn em bán live trực tiếp này thì cộng với giá hợp tình hợp lý hơn một tí. Yên ở đây ạ, đúng không? Bao nhiêu em? Có không? Anh xem có giá không này? Không thấy có giá trong này. Anh nói mua 6 triệu. Hôm nay dọn rồi. Mua 6 triệu nhá, cộng 3 trong tiền dọn rồi. 6 triệu 3, còn em 1,5 triệu mua cho cháu con gái học sinh nhá. Xe đập đập bé nào là lớp 10 mà. Cái xe của nhà trường nó hạ hạnh kiểm ấy. Con này mình phải lấy, con này nó là Uây, tên em nó là Uây nhá. Tên em nó là Uây. Đây, trượt này. Vâng, anh Nguyễn Văn Lợi. Hiện tại là em đang còn một con màu đỏ. Đi đề. Trượt đi đề. Cứ làm cả miếng nữa thì tiết kiệm làm tiêu gì thì mày được. Nhà giàu tiết kiệm còn lợn con chú cứ phải tính toán. Sửa bi đề rồi, ghi vào đấy anh Kiên. Ghi ẩn anh Kiên yêu cầu. Nhá. Thằng nào không nghèo mẹ cứ 500, bây giờ không có 200, 100, ngày xưa 100, 200. Bây giờ cứ 5 rồi. Xem có giao lưu được con này với em không? Đâu, ok. Để em ra. Em ra đâu đây. Chị cài mic em xíu nhá. Đây chị cài nhá. Em có thể chào anh em thế này nhá. Chào mọi người ạ. Em giới thiệu em tên gì ạ? Vâng, em tên là Tuấn Linh ạ. Em ở bên Mễ Trì. Linh nhỉ? Linh, tên con gái nhỉ? Rất là nữ tính. Linh Mễ Trì hay đến cũng giao lưu anh con Dream luôn. Vâng. Đợi 94 nhá. Vâng ạ. Linh đá bóng con này bao tiền em? Em bán con này 10,5 triệu ạ. 10,5 triệu. Vâng. Vâng, thế thì em để cho anh con này là 9 triệu. 1,990 triệu. Rồi, anh em có lọc lá tí thì bây giờ để anh em xem nhá, cùng xem nhá, anh em cùng xem nhá. Đấy, hay chứ đấy. 9 triệu đồng cho một chiếc bé em. Em nói là 1,994 triệu. Thì ngó nào. Được, tem được, zin. Này zin. Giờ nóc. Gầm. Gầm không vấn đề gì. Ông cho lộn xoay gầm cái. Xoay gầm nhá. Đấy, tôi soi gầm thôi, không bảo lộn gầm với anh em. Các quán cạnh ca chức cao vọng trọng này bảo là con này láo. Bao nhiêu con? Ôi con này sao mẹ nặng thế. 9.5 đáng đeo. Yêu đầu não mẹ giận dỗi rồi. Con này nó táng không đồng ngang xẻo này. Con này lên ngang xe này, oánh bẹp hết cabo mẹ đầm phật thẳng quá. Bồ gì? Đầm phát đầy nó đầm trên này, đầm chỗ này. Không hút chịu. Bố vẫn theo xe nhá, bố xịn. Còn này đã ngang xe. Đang đi ngã 3 ngã 4 là có anh em nào nó anh em đi ngã 3 ngã 4 là có anh em nào đó làm phát, anh em nó làm phát lại thế này. Mày tiện mày vào đây tao anh phát. Thế là một phát đây mày vào chỗ này anh ăn đúng phát chỗ này luôn. Thế là người đi đổ ra, xe thì đổ ra. Chứ mà nó mà vào chỗ này thì lại do dùng lên đường ngã 3 ngã 4 đấy, hai anh em tranh nhau đi. Còn mấy giây nữa Mày tiện mày làm cho anh phát ở đây chỗ này cho nó đỡ, thế mình nhân cái chân đấy lên thế là xong. Thế ở đây ông này ông chịu. Ông này là ông gánh còng lưng này. Cụ chỗ này là gánh còng lưng đấy. Thôi em ạ, nó méo móp rồi thì giải quyết đây, lối triệu cho anh nhá. Đây thay bô. Đấy không có tín hiệu đâm ba gì. Thế thì thôi. Vâng. Linh. Thôi. Linh. Ok nhá. Vâng. Xong không? Dạ không. 8 rồi, 8 không. Về thay với bô rồi. Không. Bô vẫn tin theo xe nhá. Con người còn không? Người còn. Vâng. Có sao? Nhưng mà cái này đâm không thì xe này là bảo của anh. Xe của chú em. Vâng, xe ở ông chú. Chú bị Nhung bị sao đi đâu? Chắc là đi ai đâm vào. Nhưng mà người vẫn thoải mái thì không vâng, sao. Không sao, vẫn khỏe mạnh bình thường ạ. Anh thấy khung sườn thì không vấn đề đâu anh em ạ, nó không vấn đề gì, có mỗi mà ăn phát bô này hơi chắc cái xe kia chắc là cong rồi. Đấy. Túi triệu. Không, em không thế thì em không bán được. Thôi lùi anh 500 nha. Anh em do tình cảm. 9 triệu chốt là 9 triệu rồi. 1 phút anh biết 20 triệu không, trên VTV3 trên này. Hiện tại đang có 1.000. Vâng. Hơn 1.000 anh em đang 670 một bếp. 1.001. Thôi để em giá chuẩn 9 triệu em bán, còn không có thể bán. 87 là ra mà này dễ. Linh dễ tính. Không anh em không. Đã có ra lộc cho anh cái này 2-300 mà dễ không ai tính thoải mái. Nó mua 5-6 triệu giờ nó bán nó quá đơn giản gì đâu. Em nhá. Thôi chốt 87. Thôi chốt em 88 nhá. Vâng, lộc 200. 988. Ok. Ông có thể quay vòng cho anh em một chiếc xe của Linh đây. Linh chào anh em nhé. Em chào anh em cái. Chào mọi người nhá. Đây rồi. Ok, em vào nhà đi. Con này toàn bộ có nguyên bản nhá, pha kính áo đèn từ năm 1994 vẫn zin. Anh em nhá, tem zin. Yếm zin. Đầu bò đi chạm anh em nhá. Chạm rồi. Lườn zin, tem zin này. Toàn bộ zin. Xe zin nhiều đồ zin. Đây cái mặt trên đẹp này, quay. Sợi nhưng mà mặt trên kim đỏ chót. 8.8 triệu cho một chiếc Dream luôn. Xe này có một điểm yếu là anh em nhắc đi qua ngã ba ngã tư là anh em nào nó cũng không giảm tốc độ, nó cứ phì ăn phát quả ngang chỗ này thôi, nhưng mà nói chung là nó chỉ vào đây thôi. Chỗ này không sao gì, không ảnh hưởng gì cái đấy. Chỗ này anh em có thể thổi đẩy ra, bô 1985 bô vẫn gì theo xe này. Bô 1985 nha, con em có thể thổi ra hoặc có thể thay cái yên mút ra nữa. Cái bô của Dream Việt Nam nó có không đáng bao nhiêu. Biển số cảnh sát giao thông gì. Con xe này quá tuyệt vời luôn đấy. Còn sợi đạp sóc ngon lắm, đạp sóc trước sau. $8.8 triệu cậu cho anh em. Ông ơi ông gửi lên cho con đi. 2.5 triệu. Anh em nào có nhu cầu thay một cái bô của Zin Việt Nam nhé, hoặc anh em có thể qua gọi là ông Đài Hàn Bô ở đằng sau chợ xe máy Chùa Hà sửa cái này mất 100.000 nhá. Anh em thổi này ra này, không quay anh em phải tháo cái này ra nhá, xong đục cái trong này xong gõ nó tròn nhá. Nói chung cả cái xe thôi từ năm 94 mình phải chấp nhận những cái quá khứ rồi, không tránh gì đâu. Rồi anh Trần Tiến Hoàng Kiên có thung mê đấy, xem like của hắn là nghiện đấy. Vâng ạ, ok cảm ơn anh Trần Tiến á. Nói chung là không biết sao em chịu, không biết sao những đường like của em nó lại, bản thân em cũng thích xem mà, buổi tối toàn ra xem ấy, ấp tai nghe xem một vòng lên. Vâng, một chiếc em xe. Cũng chẳng biết là sao này nó lại cũng nhiều người thích xem, mình thích xem không. Vision nha mọi người nha, Vision bản 2022 ạ, chạy được có 4.000 cây thôi. Đấy, quá thay đồ bỏ chạm mà mua cao thế. Anh Minh Đạt rồi. Anh Minh Đạt ơi, con này đấy nó được cả tổng thể nhá, nhìn thấy tổng thể xe đấy, xe mỗi đẹp đấy. Mỗi máy chạm thôi, hình hài nó đồ nó vẫn còn zin theo xe anh ạ. Con 20 triệu đã bán rồi. Vâng. 2022 màu trắng ạ, biển 29S6 97343. 2022 mọi người nhá, chạy có hơn 4.000 cây thôi, xe đã được dọn sạch sẽ rồi. Khóa là bản khóa chìa, chìa khóa vẫn còn gần luôn cả đôi. Mua 28.300.000 nhá, mua 28.300.000. Cộng cho anh em 2 triệu. 28.300 cộng 2. Bản 2022 dòng này nó rượu nhạt bán được người nhỡ đấy. Mới này anh em nhìn mới này. Đấy, mới. Anh sách còn zin cho xe nha anh em nhé. Chưa sửa chữa chưa phải làm cái gì cả. Này chưa cần phải làm một cái gì cả, tại vì nó rất là mới. Đây, duy nhất một tí bên này, tại vì cả khả năng bị trượt tí này không tránh khỏi đâu. Nhưng mà mới dạ, lắm. Nói chung là mới tinh. Mới tinh. Dòng này nó mỏng như cái dễ bán. Rồi tiếp theo một chiếc A-Blade cũng là bản 2022. Sếp ăn nói tự do, ok, vì sếp ăn nói tự do. Anh Đạt Nguyễn tốt em luôn 10.500.000. Anh đấy quá ngon rồi. Quốc Dũng anh hỏi gì em cũng chưa hiểu câu hỏi của anh ạ. Đang có người cọc rồi đúng không? Dream luôn đang có 3 anh em đang đợi để cho cọc. Rồi anh kiểm tra cho em con A-Blade biển 36 anh ơi, 36B8 75267. Họ đang thích nhá. Họ đứng cạnh còn đang thèm nhưng mà thôi, mình bán trên live thôi. 36B8 75267 2022 ạ. 2022 mọi người nhá. Đây. Ông quay cho cháu từ những cái trục cái nút bấm này rất là đẹp luôn này. Mua là 30.050.000 rồi nhá, cậu em 2 triệu. 30.050.000 cộng 2 ạ. Đánh cho anh em mệnh hỏa mệnh thổ. 4.000 cây. 4.000 km anh em nhìn. 2022 mà mua có 30.050.000 và xe chính chủ anh em nhá, nó thật ra là bằng con Vision. Đặng Đình Nguyên mua hết. Lợi ích đấy, nó là lợi ích, nó liên quan đến quyền lợi đấy. Thứ nhất là nó rất là hợp lý. Rất đơn giản câu chuyện này. Biển 36 đây. 67 đây. 33.050.000 lên được 3 triệu tháng 3 2022. Mua ngày 30 tháng 11 lên 3 triệu. Nguyễn Tiến Phúc, thôn 3 Định Công, Yên Định, Thanh Hóa. Đây là con xe lúc nãy đấy ạ. Còn con xe Vision lúc nãy đây ạ. Vision nãy đây nha, mình đang đọc đấy, nãy đọc xem đấy. 2022 màu trắng 29. Đây Vision đây ạ. Vision là 20 đây, 30.667.000 đây. Vision S16 này. Ok Đặng Đình Nguyên, em mua không? 30 triệu bán được cả vườn. 2,5 triệu nha nhá. Đấy. Trừ đi 2,5 triệu, nếu mình bán được 30.667.000 thì mình lãi được 2,5 triệu. Thì bắt buộc mình chỉ phải trừ đi. Vì là mình bán còn đấy nó 30 triệu thôi. Vision vừa xong đấy. Tôi ra đấy câu chuyện nó là đơn giản. Xong chưa? Xong chưa? Có ngon thôi. Em còn hai cái biên độ 12 và 13. 12 bạn đang 13. Rồi anh em chào anh em luôn. Chào các anh nhá. Em phải giới thiệu tên này, cái cho nó em tên là Đạt 633 Phú Diễn. Rồi đúng không? Nó có con rán ở chui đâu này. Máy 04. Nếu xe có dán đấy, dán nó giúp vào trong xe này. Chạy, đây là dán. Rồi. Máy chất đạt đúng không? Máy chất lườn là lườn còn, đầu máy 04 đời 96. Được cái đồ ra máy cũng đều đều. 95, Dream 95. Anh 96 mà. Đăng ký năm 96. Đăng ký năm 96 mà. Dream 95. Đây này, đăng ký 96 mà. Như năm không đăng ký thì không 596 thì ép thì 596 rồi. Máy chất côn cơ không hút. Đạt ra bóng bao tiền này? Em bảo anh Tiệp là 14,5 triệu. Còn giá chốt cho anh Tiệp là 13 triệu. Hà Bắc. Em nó đến từ Hà Bắc. 13 Hà Bắc, biển Hà Nội. Cái ngó này, nó giỏi. Nó giỏi. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng để gian khổ biết giành phần 2. Anh em lưu ý nhá, xe cứ để ý cái thẳng sóc này. Đấy, ngon cứ để ý thẳng sóc này nhảy là được. Ngon hay không là do mấy cái ông này này. Con này bị phải bảo dưỡng làm sóc trước. Nếu mà sóc mạnh thì không sao, nhưng mà sóc nếu mà đi tầng đấy này. Không, nó ghi mà, con này nó gì. Nó ghi. Không bao giờ nó chốt. Con này nó bảo dưỡng nói chung là khó, rất khó cái bệnh này này. Khó chữa. Một có thể đi thời gian nhiều, nếu phải dầu mỡ. Nhiều lúc khô dầu quá nó bị. Ôi Thái chưa bán được. Ôi Thái căng thế nhỉ. Vành vẫn đôi vành Galaxy nó vào vành biển đấy. Cảnh lắm Đạt ơi. Trọng Sơn. Diêm luôn có anh em xếp hàng cọc quá rồi anh ơi. Sườn còn mà, đôi sườn còn hết. Tạ Văn Thái ạ. Thế mất lộ khổ lắm. Để lộ khổ lắm. Lóc mất rồi anh ơi, lóc nó làm rồi. Lóc làm rồi. Thế làm lại, lộ khổ lắm, xe làm nó lộ quá lộ khổ. Ngầm môi dầu mỡ. Nói chung em cứ hạn này. Cứ hạn chế giá thành này nó khó. Bảo em nó là hạn chế cái dòng này, dòng đẹp. Đừng mua mấy cái đồ này bán nó. Cái đồ này về sau này kêu cứ côn khủng quá nhỉ. Côn chắc lắm. Máy Diêm Thái vẫn ngon nhỉ. Máy vẫn ngon. Đấy cái này là người mới lấy ra chạy thử vào. Chạy thử ngon lắm, côn khủng ngon lắm. Thôi, Hoàng Kiệt thấy ngon là anh mua cho 12 triệu. Không, 12 em ở lỗ em không bán anh ấy. Đã chốt cho anh Tiệp là 13 triệu, 12 lỗ không bán. Vâng, nhưng vấn đề là 12 triệu là em không bán. Thật sự là 12 triệu không bán. Thơm mà. Mùi thơm, con này bán rồi. Máy căng thế, 12 triệu là mua. Tuần nữa thôi. Xe nó dọn đẹp là lại rồi, nói chung là thôi cái gì nó có giá nó. Em bán anh giao lưu cho anh 12 triệu. 12 triệu thì em không bán được lỗ. Bán lỗ 12 triệu lỗ. Ôi mua 7-8 triệu của dân. Gì anh con này mua 7-8 triệu mua làm sao được anh, sườn còn. Ông có xe mùi thơm đấy, ông một đại ca một thời gian khó. Ông ở hạng xóm cho mình ấy, một trong những ông chất vấn. Ông bán con này à? Ba cháu lai nhé. Ba cháu lai con đấy. Ông chỉ thích xe cổ nhá, đại ra. Cái chất văn nghệ sĩ gần hàng xóm của biên tập viên Quang Huy bóng đá. Vâng, ông đi ạ. Vâng. Ông đi nhá đấy. Một trong văn nghệ sĩ đây nhá. Khu này sau mình là khu tập thể văn công Cầu Giấy nha, như năm trước chiến tranh là khu vực này đằng sau mình như là chuyên các văn nghệ sĩ anh em ạ, tất cả các văn nghệ sĩ nhạc sĩ Phú Quang rồi các nhạc sĩ, nghệ sĩ, rất nhiều người nổi tiếng là trong khu vực khu văn công Cầu Giấy nhé. Đây là mình đang nằm ở khu đứng ở khu văn công Cầu Giấy. Năm chiến tranh nhà tiếng hát át tiếng bom anh em ạ. Cũng như vì những cái khu này phải làm cho bộ đội ta phải luôn luôn hừng hực khí thế để đi vào tiến vào Trường Sơn để giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước. Đấy. Đây này mình cũng rất may mắn là sống ở cái đất này đây. Em cũng tinh thần là chính. 12 con này. Em bán cho anh. Lỗ. Thật sự ở chốt anh 13 triệu là được vài trăm nghìn. Thôi 12 rưỡi. Nha em nhá. 13 triệu anh ạ. 12 rưỡi em không bán được anh. Anh chưa đồng ý mua này. Vợ anh chưa đồng ý mua anh. Đồng ý. Quan trọng là anh chứ đâu phải là vợ anh đâu. Thật sự là người ra nói thì thầm mùa xuân. Thật sự là con này em 13 triệu em được mấy trăm nghìn của anh. Thật sự là như thế. 13 triệu được mấy trăm nghìn. Đấy Đạt vừa nghe đấy. Em hiểu rồi. Vợ không cấp visa cho không đi nổi. Em hiểu rồi nhưng 13 triệu được mấy trăm nghìn. Anh gọi là chốt cho anh em gọi là được 3 triệu được mấy trăm nghìn thôi. Vợ vừa ra thì nào bảo thôi xe nó cũ quá đừng mua nhá. Đấy thì sao nó khổ. Anh thì tính anh nó dễ không. Đang còn tin Việt đời 23. Sửa nắp zin. Đôi ra máy nó phẩy rồi. Đây. Bao nhiêu nhanh thử thương khẩn trương hiện tại đang rất đông anh em thật nhanh giá nó đang chốt 28 triệu chính chủ từ anh giá nó cũng không thành vấn đề phải đẹp cơ. Thôi em chốt anh con này 12 rưỡi đi không 12 triệu lỗ anh ạ. 12 triệu không 12 thật sự là 12 rưỡi là lỗ không bán được nha. Không là mang về coi có nhu cầu để cọc sau nhá. Thôi để anh 13 triệu thôi gọi là bán cho 12 triệu. Không 12 triệu 700. Không 13 triệu anh ạ. 13 triệu là 13 triệu. Vừa nói không đồng ý là con này em nói thề là em bán 13 triệu em được anh được 400 nghìn. Không phải phép 13 triệu được 400 nghìn. Anh nhỉ cũng dễ chứ. Không phải 13 triệu được 400 nghìn. Dễ lắm nhưng mà chị không đồng ý. 13 triệu được 400 nghìn anh. Không phải phép. Gọi là lấy công lao động. Anh em mua nhà mua đất thì mình chết lắm rồi nhưng mà thôi thông cảm nhà em rất quý anh nhưng mà nhà em không đồng ý. Thế chịu chết không cách nào không chi tiền thôi bác phải giảm giá. Cái đấy là 12 triệu được mấy 12 năm được mấy nghìn bạc. Thôi nhá, em về đi, em về làm món khác. Vì nó thật là nói mua cũng được, không mua cũng được. Thôi thua anh cố lên đi. Thật sự là con này được mấy trăm nghìn. Em ơi, tức là thời gian nó không còn nhiều. Anh chỉ lên nó có 60 phút. Em câu. Thôi bây giờ nhá. Ôi em chốt cho anh 12.8. Đấy, vì vợ vì con anh em ạ, cứ bảo khinh vợ nha, vợ ra đấy làm đôi clip có gì đâu, câu chuyện đi. Rồi chốt anh 12.8. Nếu mà chị mà đồng ý em ạ, kể cả 13 rưỡi anh mua. Vì đấy nó chị. Em chào anh em nha này chứ. Em chào anh em nhá. Rồi. Để giờ coi mua. Không em chào nha, 12 triệu 8. Quay vòng đấy. Đòi 94. Vâng. 12 triệu 800. Con đá gì 14 triệu bán rồi nhá. Anh em lại quay vòng đi. Vì Tuấn không ai mua đâu ngoài Hoàng Kiên ạ. Vâng. Ở đây chung là vẫn bán được nhá. Anh em cứ yên tâm là thị trường luôn lúc nào cũng rất sôi động về mấy con Dream này. Đấy. Mua 12 triệu 800 nha anh em nhá. Một chiếc cộng em 2 triệu. Vâng, cộng 2 triệu. Dream Thái. Thái đời 1999. Được mỗi cái máy nhá, được máy. Con chung là nếu con này đã từng qua thợ thuyền dọn dẹp rồi. Em ạ. Nhà... Rồi. Bán lại cho tôi 13 triệu. Mua tháng mà anh. Bán đây Hoàng Kiên. Thấy bán đi. 14 năm thì không nó bán tận bỏ. Bằng tay đấy. Không thề luôn. Anh tiếc cái giảm 14 triệu. Nếu mà anh cũng giảm 14 triệu thì mẹ đéo ra chợ xe nữa. Thầy không thật. Thầy hơi căng ấy, con nào thầy cũng yên tâm với thầy. Thằng Thanh giảm 14 triệu, nói dối là thầy thời gian hết rồi. 4 năm thì làm tí bán. Thầy bán cho giá đấy thôi. Cao đấy, 14 là cao rồi. Đây gọi cho ông Thanh luôn. Ôi, bán cho nó. Bố cứ làm. Thầy cứ phải lên 2 mồi tí. Thôi 14.2 thì thầy vào đây trong like cho like anh em cho like. Rồi ok chốt cho thầy 14 triệu 200 nhá. 14 triệu. Một trong những đây. Ok. Đây thầy vào viết giấy. Đầu máy 81 cho anh em nhá. Đầu máy 81 biển là 29K. 14 triệu 200 đầu máy 81. Cộng cho anh em 2 triệu nhá, 14.2. 16 triệu 200. Một chiếc đợt em. Xe nó trước nó dọn dẹp lại rồi nhưng giờ nhìn nó đều, ga tiếng nổ nó êm nhá. Đấy, xe bán hết dán hết lại rồi nhá, xe tỉa sơn hết lại rồi. Xe trước giật lên rồi. Anh Luân Nguyễn ơi, con đấy là mua 12 triệu 800 cộng 2 rồi, con này mua 14 triệu 200 cũng cộng 2 ạ. À? Con này được cái đời nó cao hơn một chút, xe nó thì nó trông nó cứng cáp hơn một chút. Nói chung là mình đưa đò thôi, nói chung là mỗi thứ tí. Đồng kim thái này anh em. Xe trên like này nhá, anh em thợ vẫn mua bình thường nhá, anh em thợ này mua là cũng có like đấy. Được. Không đơn giản cũng kiếm được 1-2 triệu. Trường gym bây giờ rất nhiều anh em nó chuộng chết. Quay con này. Mặt trên này đấy, đọc 19 triệu đấy, bây giờ mình mua có 14.2 thôi. Vào đọc 400 anh em đang xem. Cái yên này thay rồi nhá, yên đây rồi. Nói chung là xe này đã dọn lại lên hết rồi nhá. Xe dọn lại rồi. Anh em chỉ việc đi thôi. Đầu máy 819. Đời 98. Con trước là đời 94, em nhá, đời 95. 397 anh em đang xem. Rồi. Con này là 14.2, con này là 28. Một chiếc NVX anh em nhá, 4.000. Hôm nay bầu trời Hà đây. Thành. Thấy Hoàng Kiên mặc áo to rồi, ok. Thì đây bầu trời Hà Nội rất là rét nhá, đây lại là các cụ ngoài Bắc mình tại sao là cái tầm này là sớm mùa rét này là dỗ rất nhiều, các cụ cố gắng là giữ gìn ấm rồi, ngày xưa thời các cụ là rét quá dỗ suốt về con cháu về dỗ liên tục. Đấy. Rét quá. Bắt đầu mùa đầu mùa rét với đầu mùa nóng ấy. Không đơn giản thế nào anh em ạ. Người già không chịu được là rất nguy hiểm. Đấy. Quay vào con. Biển 19 anh em nhá, đời 20 chạy 4.000 cây, một bản 155. Để em kiểm tra năm sản xuất nó là 2022 ạ. Đấy, biển 19 P138395. Hơn 4.000 km nha anh em nhá. NVX 155 bản đen sờn. 2022. Vâng. Giảm xuống 1 triệu lên con này. Giảm 1 triệu. 39 triệu nhá. Bán 38 triệu. 38 triệu đồng. 2 triệu luôn nó dễ bán. 38 triệu. Nha anh em nha, bản 2022 phanh ABS ạ. 155 bản đen sần, rất là mới, rất là. Có anh Trần AB một bóng có nhiều nha nhá. Đây, hơn 4.000 km vành vàng nha anh em. Em tắt SH. SH với con AB đời đầu. Không có quay thái này anh em nhá. Quay thái 110 này lần hai rồi. À. Quay thái 110 anh em nhá. Con này ông vừa rồi bán ra 45 triệu đây anh ạ. 202 mua 41 triệu. Bán 45 triệu. Ôi hạ giá bán 44 triệu nhá, con này máy zin đấy. Máy zin nha anh em nhá, hôm vừa rồi em mua lại một chiếc ai từng đi thì sẽ biết là nghiện luôn cái đầu này. Đấy. Máy rất là chất, anh em đồ đạc rất là đẹp theo xe nhá mọi người. Cái này là theo xe luôn đấy. Biển 29R 2 đời 2002 3 9120. Đấy. 44 triệu nha anh em nhá, hôm vừa rồi là bán 45 triệu đấy, hôm nay anh Kiên hạ giá xuống còn có 44 triệu thôi. Xe dán kín ni lông cả xe, ông quay cháu cái mặt trên này. Rất là nhiều anh chị em miền Nam rất là thích cái dòng này. Anh em mới vào thì cho em xin một nút chia sẻ mọi người nhá. Để cho các chiếc Way Thái 110 44 triệu tiếp cận đến anh em nào thực sự yêu, thực sự đam mê cái chiếc Hương Lâm mới mua được chứ, Hương Lâm nhá, 2019 mua được. Rồi ông ơi, cho cháu tỉnh nữa, để Hà Nội phải cố thêm tí, cố thêm triệu nữa. Rất là đẹp nha anh em. 45 triệu, sơn zin máy zin ạ. 44. À 44 triệu. Rồi. Xe gì? AB rồi. SH đi. SH biển 29. Chuẩn bị cho ca sĩ nghỉ cho lại tiếp tục. 29X5 nha anh em nhá. 29X5 71791. Cảm ơn anh Đông Trình nhá. Vâng, 150 đời 2021 ạ, phanh ABS mọi người nhá. Đấy, phanh chống trơn trượt. 29 gì á? 29X5 ạ. Ừ. 71791 2021 150. 150 ABS nha anh em nhá. Anh em nhìn cái chế độ mới này, anh em nhìn mới này. Anh em 50 150. Mua rẻ nhá, giá lợn chết mua có 81 triệu 900 thôi. 2021 mọi người nhá. 6.800 cây. Mới không anh em nhìn 81 triệu 900 nhá, cộng cho anh em 3 triệu. Ốc này. Rất là mới nhá. Cái này mới đăng ký chủ xe đợt đầu mua 120 mấy triệu ấy, bản đất nhất của dòng xe SH150 đấy, ABS. Bản 2021. 81 triệu 900 cộng em 3 triệu. 819 cộng em 3. Em nó là biển Hà Nội nhá, nó luôn là được sự ưu ái nhất. Ô tô và xe máy, xe sang này là biển Hà Nội là lúc nào cũng được ưu tiên số 1. Đẹp thật. Hơn 6.000 cây anh em nhá, có 6.800 cây rồi. Mới lắm, lốp dày bên này. 81 triệu 900 cộng 3 ABS triệu. ABS này, ABS nó khác cái CBS nó có đây nhá. Đây là cái răng cưa này. Trên bữa này. Đấy, răng đó là voi ma mút. Anh Bùi Khánh. Lốp dày. Bịch. Tuần thứ 20 năm 2021 này. Lốp này, đỉnh lốp. Đồ sáng lắm, sáng bóng. 81 triệu 900 cộng em 2 triệu nha, em bán đợt Tết này ai mua rất hợp lý, thật ra bỏ ra 2-3 triệu. Mình xe mình toàn chính chủ hết. Nên anh em mình 81 triệu 900 cộng 3 triệu. 3 triệu. SH 150 ABS 2021 anh em ạ. Đấy giá thị trường. Dương Mộc. Mình giá nhập giá vào nhập ra. Anh chốt con nào anh inbox trực tiếp rồi anh alo trực tiếp cho nhân viên bên em nhá. Một chiếc xe màu vỏ đỗ. Vâng. Và Fry FI, con này màu vỏ đỗ nhá. 400 nha anh nhá, 400 đấy. Fry FI biển 329M1 14418. Đăng ký đời này là 2012 2013 anh em ạ. FI bản FI là bản kim phun điện tử mọi người nhá. Dòng Piaggio. Vâng, Tiến quê tôi. Vâng, ok cháu. 5 triệu rưỡi cho một chiếc Fly phun điện tử đây anh em nhá, 5 triệu rưỡi thôi. Dọn sạch sẽ rồi ạ. Dọn ngon lành hết rồi. Ngon lành cái nào chỉ có đi thôi. 2012. Đấy. Sơn zin máy zin nha anh em nhá, con này hôm vừa rồi mua là sơn zin đấy ạ. Đấy, vừa dọn ngon lành cảnh đào, vừa cộng cho em 400. Tuấn Thịnh nhá. Tôi bán 5 triệu rưỡi rồi nhanh, sao nó rơi tương tác nhỉ, sao cái máy của anh này rơi tương tác nhỉ. 350 anh em. Một chiếc xe là Winner dành cho anh em khẳng kiu nhá, đáng thợ cày nhá. Đáng thợ cày là con này, đi cho nó nhìn nó khủng hoảng đấy. Chào anh Kiên, mình ở Củ Chi, vâng em chào anh Củ Chi nhá. AB150 giá sao? Nó tầm khoảng 37-38 triệu Tuấn Nguyễn ơi. Đặt xe đẹp rồi, có lúc nào cũng có nhá. Một chiếc lúc nào cũng có. Cái gì nhỉ? Winner V biển 29X1 54178 đời 2016 2017. Bản đen sần anh em nhé, giá con này cực kỳ tình yêu luôn đấy ạ. Bản đen sần, anh em đang mua cân đối mua Wave làm cho em con này giá yêu thương đấy. Đúng không anh? Yêu thương đúng không? 15 triệu 500 cậu em 2 triệu. Đấy, 15 triệu 500 cậu 2 triệu. Để Hà Nội nha, mua 15 triệu. Quá rẻ. Một chiếc Winner về giá cực kỳ là yêu thương. Đấy, bản côn tay nha. Xe chất lượng nhá, dòng xe này máy móc chất lượng. Thôi nghỉ đi. Các bạn để đi chiều tiếp tục. Chiều xe này 14 quả. Bao nhiêu? Cách đó anh em cho vào 6 đấy. Thế rồi, bán à? Ừ. Anh đang làm video quảng bá cái xe này. Anh em bán giá cả là bao nhiêu? Em ơi, giá bao nhiêu? Dạ. Em bán bao nhiêu? Em bán là 15, em đang nộp cho 300.000 tiền xăng. Xe mua lâu chưa? Em đi chưa được tháng, nhưng mà em làm hết lại. Làm lại mình mua trước mười mấy? Trước em mua là gần 20. 10 này, mình 23 thôi. Không. Sao mua đắt thế? Nó làm hết sẵn hết này. À. Bây giờ bán 14.7, đi ngon không? Xe đi ngon. Xe đi ngon cần tiền em bán, không thì tiếc bán. Còn xe này nó cũ nát rồi thì mình bán cũ nát. Cũ nát hay là cần tiền lắm? Cũ nát thì em mua làm gì? Cũ nát em mua. Con xe này dòng con này vẫn đi, bọn này vẫn thích hơn bọn AB dòng này. Ừ. Vẫn đi vẫn ngon gì? Không lấy nó tròn 14 thì cứ đi 14.7 nó cái gì nữa. Đó là 15 tròn. À. Là em cũng chở có ra lộc cho anh kia. Ừ. Chắc là ông em chưa biết đến Hoàng Kiên này, có biết không? Em mua bên anh 3 con. À, mua 3 con. Ừ. Đây kiểm tra này. Trước con này ông em mua chỉ 13 triệu bao nhiêu? Con này em mua là 19 triệu rưỡi. 519. Lâu chưa? Chưa được tháng đâu. Múc căng lên giảm sóc con này phải bảo dưỡng thôi. Giảm sóc này kiểu là hết dầu, dầu kém. Nó kiểu nó êm nữa, êm quá. Nó mềm quá. Nhiều lúc êm quá cũng chết, nó phải bừa cái tầm. mút sột nó lỏng quá, nó chán, nhiều lúc nó không có vẹo gì, nên là nó phải mút chuột mới sướng, nó phê lỏng nó chán. Thôi em anh nghĩ là thôi đằng nào cũng thế, nứt vỡ rồi, giải quyết 1945 đấy nhá, được chưa? 14 rưỡi thốt cho nhanh anh em, bây giờ nó đã nứt vỡ rồi. Em nhanh làm việc với anh kia ok hết rồi, lúc đó anh nào anh này 15 tròn, đúng 15 tròn em ra lộc cho anh là 300. À. Ok anh em bắt tay rồi. Ôi nó nứt vỡ rồi, giải quyết vô rồi. Hai đấy. Em lúc đầu em báo anh là 16 đấy, sao anh em mặc cả xuống tròn 15. Thế nó hết cựa rồi. Ok em nó hết cựa mất rồi nhá. Thôi cựa vào nó mất hay đúng không? Em thì thanh niên sang đây đúng chưa được 1 phút kìa, bắt tay hai em bắt tay. Tên gì? Ở đâu? Em dưới Hà Đông. À. À, chỉ có mỗi giấy tờ này có thêm cái gì không? Em mua ở cửa hàng thì có, nếu mà có giấy bán cửa hàng. Giấy bán thì em không cầm đến. Chụp ảnh gửi cho anh nhé. Vâng. Không có gì, có mỗi ngày thôi gì. Vâng, cái này. Nha, chụp ảnh gửi cho anh cái kia nha. Cần thì em xin chứng minh thư của cửa hàng luôn. Em xin cho anh. Em ơi, cho vào em vào viết giấy đi. Ok, mua cho em nó là 14.700.000 rồi nhá. Đấy em nó mua hơn 19 đấy. Có thể quay vào một chiếc xe gọi là bản 6 nan. Một pha đấy, cô anh em đang hỏi một pha đấy, anh có làm con này không làm? Em mua 14.700.000 đấy. Anh em vừa mua anh em mua cửa hàng nào bán được 19 triệu, dã căng thế. Nào dã mẹ căng thế. Máy vẫn nổ đấy. Xe này tem này dán rồi anh em nhé, đây tem này dán rồi, xe dọn lại nhé, xe này bị dọn lại rồi, đôi tay nắm thay rồi. Yên bỏ yên thay rồi. Đấy, xe dọn lại nhá, được cái ảnh thì bao giờ xe qua tay thọ bao giờ thì đẹp hơn. Máy cũng tạm bỏ yên này. Giảm sóc trước thì phải bảo dưỡng cho một tí dầu vào nhá, giảm sóc sau được. Chắc là máy zin này. Chắc là máy zin rồi, nghe tiếng nổ biết máy zin vẫn tốt không. Máy đẹp nhá, ông quay con. Thôi quay bên này. Máy zin còn trắng xóa. Máy đẹp, máy zin. Củ lát của nổ được, không xe thì giảm sóc được. 14.7 đấy nhá, cậu em 2,5 triệu. Anh em nào thật sự cũng đáng để mua đấy. Thôi em đừng tính toán thì đằng sau lưng của mình là hiện tại là 40 nhân sự nói thôi. Tháng nay là vừa làm bảng lương xong, đến hơi muộn tí. Đấy, nay lên live hơi muộn. Xong chưa? Con này Mobistar. Ông anh lại tiếp tục chương trình nhưng anh cho em. Anh bắt tay các nhà. Chủ ở bán trong nhà. Giá bao nhiêu? Giá bao nhiêu? Bán bao nhiêu? 12 triệu. Anh đại diện chào anh em trên này. Anh chào anh em. Anh cứ chào anh em trên này phát đi. Em ngại lắm. Thế bán là giá là bao nhiêu? 12 triệu đúng không? Ừ. Nhưng mà đi ngon không? Sai đâu. Đi ngon không? Đi ngon không? Đi ngon anh ạ. Được anh Nguyễn Văn Huy nhá, anh được ạ. Vâng. Đi ngon, đổi xe riêng nhà mình. À đổi ngon, trao đổi. Ok, cảm ơn anh nhá. Ok. Anh em chủ xe đang trong kia anh em nó ngại thì thôi. Ok, đây em quay vào. 12 triệu cho một chiếc xe gọi là Mobistar biển 150 Exciter. Biển em nó đến từ đổi xe, em nó đến từ Mỹ Đức. Ừ, thôi rồi. Sao chuyện đơn giản mà. Ừ. Quay vòng để nổ máy hết này. Nói chung đặt rẻ quan trọng. Ở đục đất với rẻ thì nó khác gì nhau. Tiền túi từ ông nọ sang túi ông kia thế thôi. Đây là 259 anh em đang xem. Anh em Vũ đi chơi nhé, có ship nha, ship vào tận Cà Mau nha, ship cả nước. Anh em cứ đặt cọc là có xe đến chở về tận nhà. Anh em nhận xe nhé, mình bán ship toàn quốc mà. Ở đây lạch sạch cam nó hơi lách tách, phải xử lý qua một tí. Xe dán ni lông. Máy vẫn hiện tại là máy vẫn zin nhá. 150 2015. Không anh em 3 triệu nhé. Anh em nào có nhu cầu thì lại tiếp tục. Thế thôi, câu chuyện nó là đơn giản. Xe chưa có bao dọn đâu. Hai sáu con kia và cho xuống giá đi, xong là kéo xuống là nốt chốt nốt xong về. Còn tài sách bóc ni lông. Ừ. Sao rồi giải tốt con này. Rồi em có tiền tao có đây rồi. Vâng. Xong chưa? À chưa. Cài mẹ phát thì thằng nào thế nó lên nó rồi thì kệ mẹ. Đằng nào nó xong hết rồi. Cứ bảo em không yêu anh đâu, em mẹ xong mẹ hết rồi giờ giữ gìn cái gì nữa. Tầm này giữ làm cái gì rồi. Mới nhiều may mắn. Rồi. Cứ phải may mắn. Bán giá hơi căng. Đừng gọn này. Ô được quay vòng đây xe nha, thực nào. Một con Dream đầy đầu. Nó nghiêng này. Cách đây 1 tháng 15 ngày cũng đã từng đến đây rồi. Bây giờ lại cho về giờ lại mang ra lại về lại vào rô vào. Rồi. Rô ra. Vào ra được hay không được cũng quan trọng. Nhưng Thái mua vào 12 28 giờ tính yêu được vào việc anh Vũ Chính Vũ Đình 12/8. Em không biết. Anh Chính Vũ Đình cụ thể cho em cái. Tất cả những con xe mà báo giá này anh em vào việc hết rồi nhá, tất cả giá vào việc đấy anh em cũng. Bầu trời hơi lạnh tí, nó hơi xe lạnh. Em 28 rồi. Thôi cứ thế thôi, chấp hành thôi cứ thế thôi. Còn anh em gửi ship xe đó, tiền ship anh phải chịu thôi. Làm thà là mới làm lại, xe cũng bình thường, cũng một số xe được cửa thôi chứ không. Kinh khủng lắm. Bao tiền anh nhỉ? Bao tiền? 28 triệu. Đang mua cao đúng không? Chắc là tháng trước về lý do đấy. Tháng trước mình về lô đấy. Thì tôi đã bảo hôm ấy tiệm giả tôi 26 triệu tôi nộ tí tôi đi về. Còn nếu mà bà con nào ấy tôi bán được luôn thì cần gì đi về đâu. Con này lại lỗ thì để cao lại lỗ vào lỗ. Máy này cam làm lại rồi, đầu bò cãi nhau. À, máy thì zin tuyệt đối luôn rồi. Giám đốc ạ. Zin ra cãi nhau. Zin tuyệt đối luôn, máy zin tuyệt đối luôn. Cãi nhau. Đầu bò này cãi nhau nhá. Không có đâu mà máy ra ông máy zin hai ông cãi nhau cả ngày. Máy ngon lắm. Này khả năng zin. Tôi có không, có không. Bao tiền anh? Đó. Anh bảo giá đấy thôi, bây giờ anh em chốt cho nó nhanh rồi, mình phải lấy đủ rồi. Lấy đi. Chốt đúng 27 triệu. Anh Duy Nguyễn mua con chim lồn rồi ạ. Cảm ơn anh nha, Duy Nguyễn nhá, anh Duy Nguyễn chia sẻ cho phát nhá. Mới chia sẻ vâng ạ. Chim lồn đầu lai anh nha, Duy Nguyễn mua mất rồi. Thôi, thôi, anh em cũng lên sóng thì cứ mua thôi. Đừng kệ nó điếc lòi mai chính sau. Để cho anh em 24 triệu. Lạnh sâu hơn. Bán em 24 triệu. Lạnh nhỉ? Hơi lạnh. Nhanh nhanh đi vào trong mà đứng ngoài lạnh quá. Nhưng mà lại lỗ. Bây giờ thấp nhất anh bao nhiêu anh bán đây để anh em ấy, thấp nhất. Bây giờ không thời gian em còn nghỉ. Gọi thì tôi bán gọi là thu hồi vốn tí là tôi để nó đúng 26 triệu là hôm trước giả rồi tôi lỗ tôi đi về đấy. Anh thức anh bán 26 triệu nhá anh em nhá. Anh bán 26 triệu. Đây là pha này cũng bị một tí hoa thị vào đây này. À, sứt đây tí. Bán đâu? Thôi em mua 24 rưỡi anh nhá, nhất trí em cậu 2 triệu trên này không được thôi. Em mua 24 rưỡi. Lỗ thêm rồi. Thôi nhá, anh về nhá. Có gì thì nếu có nhu cầu thì ai có nhu cầu thích thì lại thôi. Hả? Không xác định là sang hay là bán là coi như phát này không bao giờ lên sóng. Không bao giờ giống mẹ. Thôi. Để tôi nói tiếp nhá, bây giờ tôi chốt lỗ luôn nhá. Thôi, 26 triệu trước thì không bán, bây giờ tôi chốt đúng 25 triệu. Đấy là coi lỗ thêm. Rồi, đấy. Là coi lỗ thêm đấy. Đấy đó. Chứ nếu mà bán hôm tiệm giá 26 triệu thôi cũng bán đấy. Tiệm giá 26 cũng cao đấy. Không, này đâu nào, cả tháng trước. Cả tháng trước chứ. Đấy. Vẫn nguyên như nào từ hôm giờ vẫn thế, không làm gì cả. Cho nên sang bảo con này tôi vẫn bảo con này luôn. Gấu. Mấy trăm. Bao tiền một thời gian khói mà bao tiền mấy trăm? 4 triệu rưỡi. Cứ chờ tí cho lên sóng. 4 triệu rưỡi con Ford là Ford Dream hay là con Yamaha? Ối rồi. Đi rồi, đã hết giá rồi. Anh ơi, tập trung chuyên môn không được thì em nhả đây. À. Bán em 24 rưỡi. Ủa tôi chốt 25 triệu là lỗ thêm rồi. Đấy. Chung kết đằng nào cũng lỗ rồi thì tôi gọi tôi hạ xuống. Đằng nào cũng dụng rồi. Anh bán em 24 rưỡi cộng 2 triệu anh em trên này, thật đấy anh em mới bán hộ giúp anh thôi. Không bán được em lại ôm. Rồi. Em nói là em lên live em ôm diện tôi đơn giản bán em 24 rưỡi. Rồi. 24 rưỡi cộng 2 triệu nhá. Rồi. Rồi đằng nào coi như cũng là xả lỗ thành công thì coi. Rồi, xin chào anh em nhé. Rồi, một vòng nữa quay vòng. Đấy. Ngọc Tuyền. 24 triệu 500, đây là lốc máy zin nhá, không phải sơn lại đâu. Sơn sủng zin không phải sơn lại đâu nhá, hộp xích zin nhá. Zin đấy đấy, đây toàn bộ cái này zin. 998. Toàn bộ đồ nhựa zin đấy. Lốc máy zin này không sơn lại đâu. Rồi. Em vẫn còn zin theo xe anh ạ. 24 rưỡi cộng 2 triệu. Rồi đâu hòa đâu. Tao con này chào anh em con nứt toác này nào. Nứt toác. Lại là xe này là của khách là chưa mua thì đang đưa đò cho anh. Đấy, em lại đưa đò cho anh. Rồi. Hòa chào anh em. Chào Nguyên anh em đang xem Dạ Đăng Việt rất đông. Ở đây một trong ông giới thiệu em đây là Hòa nhá, một trong ông chủ nhà mặt phố Trần Thái Tông, không vòng một kho của giám đốc nhà mặt phố Trần Thái Tông, một trong những cho thuê ngân hàng ấy, tháng có 100 triệu tháng ấy, tiền thuê nhà nhá, vẫn cứ xe cộ bình thường đấy. Bao tiền con nứt ở đây chủ thì đang đòi 4,5 triệu đăng ký Yamaha rồi. À Yamaha đấy, nói máy zin đấy, máy zin nhá. Anh chỉ lên máy gì đấy, một vòng đây, quay vòng chưa mua rồi. Đây, chùm chìa khóa nhà chủ đây vẫn đang một đống lên. Ngọc Tuyền anh em có thóc xúc con này đó, ok. Tiền ít thịt nhiều đây, đi lông hết cả đây. Everlit đấy, rồi một vòng nữa quay vòng. Liên doanh nhá. Mà dừng gọi đôi gì à? Yamaha được. Vâng. Ừ, kinh chứng à? Chủ bỏ quên mấy năm nước ngoài không đi. Rồi. Đăng ký tháng mấy? Đăng ký em lại chưa biết. Chưa đăng ký Yamaha rồi. Rồi. Còn đâu đồ đoàn này rồi. Của khách. Ôi này Hòa nhá, anh cứ giải quyết để cho anh 2,5 triệu rồi. Ồ, thế thì không vào việc xả quá. 2,5 triệu. Chủ nhà đang bên kia đang đòi thế thì vào cứ đòi cho giám đốc thôi. Thì chính thức bao nhiêu? Đấy, chủ nhà bên kia đang đòi 4,5 triệu thì lấy xe của chủ mà. Giả triệu thôi, giả 3 triệu còn chả bán thì xe nó đẹp này làm gì con thứ hai đâu. Giả chợ giờ chắc không con thứ hai. Thôi nói vui để cho anh 3 triệu. Đúng, anh mua. Em không bán đâu. Em cũng đang mua rồi. Cả 3 triệu mua chơi để cho anh em dành cho anh em nứt toác để đi, để có cái xe phương tiện đi lại. Đúng rồi. Chắc không học được. Thôi anh trong nghỉ rồi. Vâng. Đạch vậy. Thôi này nhá, anh mua cho em 3,5 triệu em ra em vào khách đi nhá. Okay. Chốt cho em 3,5 triệu nhá. Ok, không anh em trên này 1,5 triệu nhá. Ông quay qua vòng đây, một chiếc xe Ford Dream. Không mua được. Quay rồi nhá, xe chất lượng nhá, thế thôi. Xe chất lượng chạy 2/7 nhá, xe để đi quên không đi. Đấy. Rồi một vòng. Rồi. Sơn zin máy zin nhá, xe dán kính ni lông nhá. 3,5 triệu cộng 1,5 triệu đăng ký Yamaha đây. Đầy đủ Yamaha nhá, xe này mới 6.000 đô đấy. Mới tinh là 6.000 đô. Bây giờ là bán là 3,5 triệu cộng 1,5 triệu. Chắc là cũng muộn rồi, mình xin phép mình kết thúc live đây. Con thì đây con vào đây nào. Con đến đây chào cho các bác các chú đây đi nào. Nào. Ơi. Nào. Ảnh ảnh mọi người đang chào lợn rất đông. Ôi bọn kia đang chạy kìa. Nào hô nhá. Nào. 1 2 3. Cháu chào các bác các chú trên này ạ. Rồi. Tiếp nhá. Nào, 1 2 3. To đi. Chào các chú trên này ạ. Xoa tay chào mọi người đi. Ok, chào tất cả mọi người nhá. Thôi chào. Này. Sao đấy? Đói hả con? Này không nói nổi. Đây là một trong những gọi là rất lặng thinh giữa dòng đời. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều nhá. Xin chào, hẹn gặp lại anh em. Vâng, xin chào tất cả mọi người nhá.